bàn giao 3 siêu phẩm Yamaha R15 cho em trai ở, em ở quê đâu em nhỉ? Điện Biên. Điện Biên à? Ok, thì em sinh năm bao nhiêu em nhỉ? Em 206. 206 mà đẳng cấp mua chiếc Yamaha R15 rồi anh ạ. Mua thẳng luôn nhé, không phải trả góp đâu. Thì em cho anh hỏi một chút này, em ngày xưa em đi làm từ năm bao nhiêu tuổi mà đã có tiền đẳng cấp như này em? Em đi làm năm 14 tuổi. Đi làm từ năm 14 tuổi để tích góp vào để mua. Em đam mê chiếc xe R15 này lâu chưa? Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi à? Ok, thì anh chúc mừng em nhé. Tuổi trẻ tài cao anh ạ. Ok em. Cảm ơn em rất là nhiều. Em có ưng chiếc xe này bên anh không? Ok em nhé. Thì hai anh em ở Hà Giang đúng không nhỉ? Hai anh em chốt chiếc Yamaha R15 bên mình thì anh em cảm thấy như thế nào, ok không? Xe rất chất lượng và uy tín. Có cần phải nói nhiều không nhỉ? Có cần anh em mua xe qua ủng hộ Quốc Cường. Quốc Cường nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Sau khi sở hữu chiếc xe này thì mình cảm thấy mình đẹp trai hơn không anh? Thời đẹp trai quả này là đấy. Con gái đã hỏng đấy. Mua R15 phát đẹp trai hơn hẳn anh em ạ. Anh ở giữa anh cảm nhận khi ngồi chiếc Yamaha R15 màu đen bên em nó như thế nào anh? Đẹp trai khoai to hơn. Đẹp trai lại còn khoai to hơn cơ ông ạ. Ok, em chúc anh đi tốt dùng bền nhá. Cảm ơn anh em, ba anh em rất là nhiều nhá. Bắt tay cái nào, chưa tình cảm. Rồi, ok. Rồi, anh em có nhu cầu mua xe liên hệ ngay cho mình nhá. Xin chào tất cả anh em.